mến chào anh chị và các bạn chào mừng cả nhà đã đến với kênh của mình hôm nay thì chị mình có làm món cà na ngâm đường làm theo cách rất là đơn giản mà món cà na của mình để dành ăn được rất là lâu luôn ha và cà na thì nó ngọt thấm điều gia vị nè trái nó no tròn rất là thơm ngon cách làm thì cực kỳ đơn giản luôn nếu anh chị và các bạn thích món cà na ngâm đường này và muốn biết cách làm đơn giản như thế nào thì mời cùng xem clip với mình nha cũng như mời các bạn cùng nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những clip tiếp theo của mình ha. Cà na ngâm đường theo cách này thì mình thấy rất là nhanh có ăn và cái nước nó cũng trong hơn, nó không có bị nổi nhiều bọt ha. Và sau khi mình ngâm xong thì mình để dành được ăn cũng rất là lâu nữa. Để làm món cà na ngâm đường thì nguyên liệu rất là đơn giản nha. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cà na nè. Cà na thì tùy các bạn dùng nhiều hay ít mà mình chuẩn bị nhiều hoặc ít nha. Sau khi mua cà na về thì mình sẽ ra như thế này Trái lớn thì mình sẽ khoảng 5 lần Còn trái nhỏ thì sẽ khoảng 4 lần là được ha Xẻ xong thì bỏ vào trong thao nước nè Để tí xíu mình rửa lại cho nó thật là sạch Hôm trước là mình có chia sẻ đến các bạn cách làm cà na ngâm qua nước muối khoảng vài tiếng Nhưng mà cách này thì rất là đơn giản Mình không cần phải ngâm vào nước muối nha mình chỉ cắt cana ra rồi mình cho vào trong thau nước lạnh mình rửa cho thật là sạch là được ha sau khi cắt cana ra xong hết rồi thì các bạn cho vào trong thau nước và rửa qua vài lần nước cho nó thật là sạch luôn nha mình rửa qua khoảng ba bốn lần nước vừa rửa vừa đảo cho cái phần cana này nó thật là sạch là được nha cà na này thì nó có cái vị chua và chát nên một ký cà na này thì mình sẽ ngâm vào đây là 700 g đường và nấu với là 800 ml nước và cái phần sơ chế cà na hôm nay thì mình thấy rất là tiện và dễ sau khi mình rửa sạch rồi thì mình sẽ cho vào trong bọc và mình cho vào trong ngăn đông đá nha để một đêm là sáng hôm sau mình xả lại rất là dễ dàng luôn. Cách này thì mình thấy rất là đơn giản. Không cần phải ngâm qua nhiều giờ với nước muối ha. Rồi sau khi rửa xong thì mình cho hết vào trong cái bọc như thế này nè. Rồi các bạn buộc bọc lại kính và cho vào trong ngăn đá tủ lạnh nha. Sau khi cho vào trong ngăn đông đá tủ lạnh một đêm thì cà na nó sẽ cứng như thế này. Thì các bạn đem ra và mình xả đông ha. Sau khi mình xả đông qua xong thì trái cà na này nó sẽ mềm nè. Lúc đó thì các bạn xả lại với nước thì rất là dễ luôn ha. Món cà na này thì các bạn có thể làm được rất nhiều món nha. Ngoài cà na ngâm đường ra thì các bạn cũng có thể dùng cà na tươi như vậy nè Và mình đâm trộn với muối ớt Thì nó có cái vị chua chua ngọt ngọt cũng khá là ngon Sau khi xả đông xong thì cà na nó rất là mềm như thế này nè Lúc này thì các bạn dắt ra cho nó hết nước Cho nó hết cái vị chua và vị chát của cà na ha Lúc này thì cà na nó mềm lắm nên rất là dễ dắt ra cho nó hết nước như thế này các bạn dắt xong rồi bỏ qua trong thao nước đó mình xả lại dài lần nước nữa nha lúc này thì cà na nó mềm mình dễ dắt nước ra và sau khi dắt nước ra xong hết thì cà na nó mềm như gì nè nhưng mà nó vẫn còn nguyên chứ nó không có bị nát nha và các bạn xả qua vài lần nước để cho cà na nó hết cái vị chua vị chát ha mình rửa qua khoảng hai ba lần nước và nước sau cùng thì các bạn dắt nhẹ cho nó gáo bớt nước rồi mình hãy đem mình luộc nha mình chỉ dắt nhẹ sơ sơ là được ha rồi lúc này thì các bạn bắt cái nồi nước sôi lên và cho vào đây khoảng hai muỗng cà phê muối để mình luộc sơ qua cái cà na này Cà na thì các bạn luộc sơ qua không cần luộc cho nó thật là chín đâu nha Mình luộc trong nước sôi này khoảng 2 phút là được Cho cà na vào và mình trộn cho nó đều Lúc này thì các bạn để lửa nhỏ nha Nếu các bạn dùng bếp ga thì các bạn hạ lửa nhỏ xuống nha Trộn qua trộn lại cho nó đều như gì nè Và đợi khoảng 2 phút Khi cà na nó chuyển qua màu hơi vàng vàng gì là được rồi Bây giờ thì mình sẽ múc ra gỗ và mình để cho nó tự gáo nước không cần dắt lại nữa nha mình cứ để yên gì cho cà na nó gáo nước là được không cần dắt cho nó gáo lại ha cà na mình đã vớt ra xong hết rồi nè thì bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị đường để mình nấu nước đường nha 1 kg cà na này thì các bạn nấu là khoảng 700 g đường và nửa muỗng cà phê muối. Nước thì các bạn dùng là 800 ml nước là được nha. Để cho món cà na của mình nó có cái vị ngọt thanh hơn thì các bạn nên dùng đường phèn. Còn các bạn không có đường phèn thì mình dùng đường cát vẫn được. Mà mình thấy cái đường phèn thì nó có cái vị ngọt thanh hơn ha. Cà na lúc này thì nó đã gáo nước và wow, nguyên liệu để nấu nước, đường thì đã xong hết rồi. Thì bây giờ mình đi nấu nước đường thôi nha. Các bạn cho 800 ml nước vào trong chảo, mặt nồi, mình mở lửa lên nấu. Cho hết 700 g đường phèn ha. Muối thì mình dùng khoảng nửa muỗng cà phê là được. Mình cho muối vào thì nó có vị ngọt đậm đà hơn và có muối vô thì cái nước đường của mình á nó sẽ giữ được lâu và nó không có bị lên bọt ha cái nước đường này thì các bạn để lửa vừa phải nấu từ 5 đến 7 phút mình nấu nước đường kỹ thì mình ngâm cà na nó sẽ được lâu hơn và nó sẽ ít cái bị nổi bọt trong khi mình ngâm cà na ha và sau khi nấu nước đường xong hết thì để nguội và cà na thì mình cho vào trong keo nè keo thì các bạn nên vệ sinh keo cho nó kỹ và để gáo khô nha rồi thì mình cho nước đường để nguội vào mình ngâm thôi với cách làm này thì các bạn ngâm một đêm là cà na mình đã có vị chua chua ngọt ngọt là mình dùng được rồi ha còn nếu các bạn thích cái vị ngọt nó nhiều hơn thì các bạn có thể để hai đêm nha hai đêm thì cái cà na này thấm đều hết luôn thì cái vị ngọt nó sẽ nhiều hơn cái vị chua Nếu các bạn dùng một kg cà na và 700g đường với 800ml nước thì các bạn sẽ được hai keo cà na đầy như thế này ha và đẩy kính nắp lại đẩy kính nắp lại thì các bạn để nhiệt độ bên ngoài bình thường không cần cho vào tủ lạnh đâu ha và sau khi ngâm cà na được hai đêm thì trái cà na nó thấm đều gia vị và nó nở tròn rất là đẹp rất là ngon như thế này ha và cái nước thì nó rất là trong luôn các bạn nhìn thấy là không có nổi bọt đâu ha sau khi ngâm cà na được hai đêm thì nó thấm đều gia vị và cái vị ngọt nó ngon như ý rồi thì muốn để cho nó dùng lâu hơn thì các bạn cho vào trong ngăn mát tủ lạnh á mình bảo quản vậy thì mình dùng được rất là lâu luôn ha cà na mình làm theo cách này thì rất là đơn giản dễ làm nè Hôm nay mình thấy chị mình làm cách này rất là tiện luôn nên mình chia sẻ đến anh chị và các bạn nha Nếu anh chị và các bạn thích món cà na ngâm đường này và thích cách làm này thì hãy thử và bếp làm cho gia đình mình dùng nha Và đừng quên nhấn cho mình một like, một đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra clip nha cả nhà Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo nữa nha